với những đường vân gỗ chạy đều khắp mặt gỗ, được chúng tôi tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ và sắc nét. Thiết kế mặt cung trăng này thì được chúng tôi bảo vệ ở dưới bằng những thang gỗ nằm ngang vô cùng chắc chắn. Và đặc biệt, mặt bàn và hai mặt đôn của chúng tôi được tặng miễn phí cho quý khách 3 tấm kiến dày 8mm để tránh quá trình bày xước sau quá trình sử dụng lâu ngày. Với thiết kế đơn giản, không chạm trổ phức tạp, để nâng cao được tính chất của hồ Cẩm Lai, đó chính là những đường vân tuyệt đẹp. Thì chiếc ghế đơn này cũng có độ sâu lọt lòng là 53cm. Và được chúng tôi tuyển chọn những vân gỗ màu sắc đều đồng bộ với cả chiếc bàn dài và chiếc đoạn dài. Không chạm trổ tỉ mỉ nhưng đã làm nổi bật lên được những đường vân gỗ vô cùng tuyệt đẹp của gỗ Cẩm Lai. Và điều đặc biệt ở đây của chúng tôi đó chính là chiếc bàn dài và hai chiếc đôn cao được chúng tôi thiết kế một chiếc kệ ở phía dưới. Quý khách có thể để những đồ đạc vật dụng như ấm trà, đồ mắt tivi, báo chí chẳng hạn. Và những hạt gỗ hai bên thì quý khách có thể kê chân lên một cách thoải mái. Thì đều được chúng tôi thiết kế theo kiểu khung tranh đồng bộ với mặt bàn vô cùng chắc chắn, và những đường vân gỗ ở đây được chúng tôi tuyển chọn vô cùng đẹp. Và đó là những đặc điểm của bộ truyện móc thì mới mức giá là 169 triệu đồng. Và sau đây thì tôi xin mời quý vị cùng đến với bộ thứ hai, đó chính là bộ bàn ghế Cẩm Lai chặn đào đan 12, cũng gồm 10 món. Thì với hình ảnh là đầu tiên thì sẽ mang lại sự thịnh vượng, an khang và tuổi thọ trường thọ cho gia chủ. Những đường vân gỗ ở đây nổi lên vô cùng đẹp và sắc nét. Với phần tựa lưng của chiếc cẳng dài này được chúng tôi thiết kế theo kiểu tựa gương và uốn lượn theo đường cong lưng của người châu Á chúng ta, lúc ngồi vào rất là thoải mái. Như các bạn cũng thấy là chiếc cẳng dài này có thể ngồi được 4 người trưởng thành, rất là dài, vô cùng thoải mái. Và những phần này được chúng tôi chạm nổi vô cùng tỉ mỉ, sinh động và sắc nét. Những đường được khoét kênh bông và trà nhám cùng với sơn vô cùng bóng loáng, không một chi tiết nào bị lỗi cả. Những đường chạm trổ vô cùng sinh động, mang lại cái hồn cho bộ sản phẩm. Thì bộ sản phẩm này được chạm thấy là những đường chạm nổi của chúng tôi vô cùng đặc sắc. Những đường được khoét kênh bông vô cùng tỉ mỉ, được chúng tôi trà nhám và sơn bóng đến từng ngóc ngách, không hề gây cảm giác rít hay là nhám nếu các bạn sờ vào. Với thiết kế tựa gương này thì đã thể hiện được triệt để những đường nét vân gỗ vô cùng đẹp của gỗ Cẩm Lai, đã được chúng tôi lọc giác dưới 2%.
Và chiếc đoạn dài này có chiều dài hơn 2m và độ sâu lọc lòng là 55cm. Và tiếp theo đây là tôi muốn giới thiệu các bạn đến chiếc ghế lưng. Thì chiếc ghế lưng này lúc tôi ngồi vào vô cùng thoải mái, phần tựa lưng ôm vào phần lưng của người châu Á chúng ta, phần để tay cũng vô cùng là thoải mái. Các bạn có thể thấy vô cùng rộng rãi. Và những đường vân gỗ ở đây được chúng tôi tuyển chọn là những đường vân gỗ thật 100%, vô cùng đẹp và sắc nét. Và điều đặc biệt ở đây là phần chân chạm hổ phù được chúng tôi đồng bộ ở tất cả chân ghế, chân đoản và chân đôn, vô cùng đẹp. Và tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến chiếc đôn ngồi. Thì thiết kế của bộ bàn ghế này thì phần đôn ngồi rất là rộng, mặt gỗ rất là rộng. Những đường vân gỗ được chúng tôi tuyển chọn cũng rất là đẹp và cũng được thiết kế theo kiểu khung tranh vô cùng chắc chắn. Để tôi ngồi vào cho các bạn thấy, vô cùng thoải mái ạ. Rất phù hợp với kích thước của người châu Á chúng ta. Và tôi muốn đi đến chiếc bàn này. Thì chiếc bàn này có chiều dài là 1m7 hơn và chiều rộng là hơn 70cm. Cũng được chúng tôi thiết kế theo kiểu khung tranh và khuôn bao cũng là 2,5cm. Và khi mua bộ sản phẩm này của Sơn Đông chúng tôi thì các bạn sẽ được tặng kèm 3 tấm kính của bàn và 2 chiếc đôn. 2 chiếc đôn cao dày 8mm có thể che chắn bảo vệ cho mặt bàn và mặt đôn trong quá trình sử dụng lâu ngày. Và phần đôn cao này chúng tôi thiết kế những hộc kéo vô cùng đẹp và đặc biệt. Phần ở trong được chúng tôi chà nhám kỹ lưỡng. Và bộ bàn ghế này với mức giá là 275 triệu đồng thì rất phù hợp cho loại gỗ cẩm lai và với những đặc điểm từ khâu chọn lọc gỗ, lọc giác gỗ cho đến khâu thi công của chúng tôi thì mức giá 275 triệu đồng là không hề cao phải không các bạn? Và như vậy thì sau hai sản phẩm vừa rồi thì chúng tôi đã thể hiện được những tính chất đặc biệt và giá trị của gỗ cẩm lai. Thì hãy đến với Sơn Đông chúng tôi chi nhánh quận 7, 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để các bạn có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay và chiêm ngưỡng những bộ sản phẩm này cũng như một số sản phẩm như là gỗ hương hoặc gỗ gõ đỏ khác. Và chúng tôi có chế độ bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn và cam kết một đổi một trong vòng 30 ngày sử dụng đầu tiên. Các bạn có thể gọi vào hotline 092 3980 616 để được gặp Hoan tư vấn trực tiếp về giá thành cũng như là một số chi tiết của sản phẩm. Và video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.